Bạc thực sự có màu gì? Vỡ tan là để những tia sáng lọt vào. Giữa những vỡ tan, điều gì đã để tôi ở lại? Một ánh sáng vàng ấm áp le lói, những vệt màu len lỏi ở chốn tối tăm, hay là mùi bụi. Mùi ẩm mốc ở trong góc phòng. Bạc có phải là một màu sắc không? Và những nỗi đau của cha và của tôi, chúng có màu gì? Cả những yêu thương, khát khao, hy vọng, chúng có màu gì? Một thế giới khác, nó sẽ ôm và được ôm, hôn và được hôn, yêu thương và được yêu thương trở lại. Nó sẽ lớn lên trong an yên mà không phải nếm trải cơn giận của người đàn ông và cả những đau khổ của người đàn bà đã kìm nén trong từ nhiều năm trước. Ở một thế giới khác, nó chưa bao giờ bị ba đánh và trong ký ức cũng không in hằn những lời mắng nhiếc của mẹ. Ở một thế giới khác, nó chưa nghĩ về thế giới nào ngoài nơi nó đang sống, chưa từng muốn trốn chạy, muốn rời đi. Các bạn thấy đấy, trong chúng ta, ai cũng có quyền được sống, và nhất là sống cho chính mình. Và rồi, thời lượng chương trình Podcast cùng Bin đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Ra đây cho tao. Mày chết đâu rồi mày? Mày ra đây cho tao. Ra đây cho tao. Mày đâu rồi? Mày ra đây. Thằng chó. Má nó.
ra đây cho tao, không là tao đập nát cái ổ chó của mày đó. À! Tay mày là tay trâu hay sao tao nói hoài không thủng vậy? Mày khốn nạn, tao nuôi mày từ lúc con gái mẹ mày nó bỏ đi. Tao nghèo kiết xác cũng tại mẹ con mày. Đời tao bạc cũng tại cái lũ chó chết tụi mày. Tại mày, con mẹ mày nó bỏ đi. Mày không phải con của tao. Mày đi theo con cái mẹ mày luôn đi. Cái đồ ăn hại, vô dụng, xui xẻo. Đúng là cái lũ mất dạy, khốn nạn. Ăn cháo đa bát. Chết đi. Chó. Rồi mày cũng đi như con cái mẹ của mày thôi. Đi hết đi. Không nạn. Đi đi. Đi. Đi đi. Về tương lai. Nó kìa. Woo! Quay. Ông già mày có dừng mày. Nọ lâu rồi đi xe mày. Nào mà ông có chết á, nói tao tao giúp nha. Tao giúp cho mày cái hòm với cái nải chuối. À, ngon không mày? Ừ.
Sao mày không theo con mẹ mày luôn đi? Ở đây để báo tao hả? Thấy tao chưa đủ khổ sao? Khốn nạn. Làm gì tao kêu nãy giờ không trả lời mày? Mày làm gì dữ vậy mày? Nhà này nhà của tao, có ngon thì ra đường tranh với cái đám không cha không mẹ kìa, mất dạy. Coi xin chủ ứng trước tháng lương này cho tao được không? Tới hạn tao trả tiền lời rồi. Sáng đưa tiền tao mua thuốc, giờ còn lại không đủ để trả. Vậy nha. Nay
mày đặt uống trà đồ ha. Tiền đâu? Mai tao trả. Mùa tao có lợn này. Mẹ cái thằng mất dạy. Mẹ. Tiền tao đâu? Nè. Tiền của tao đâu? Má, thằng này nó bị điên rồi. Chết mẹ mày. Điên hả? Má, nghe tao nói nè. Bây giờ mày giết nó thì con có tiền phun điếu để trả cho mày không? Giờ đi. Lấy được gì thì lấy. Tao thà cái bạn chó cho mày. Chó gì đây? À, đống rác rưởi. Không được lấy của nó. Buông ra. Mày phải trả cho nó. Buông ra. Không được lấy cho nó. Buông ra. Không phải tao. Không phải tao. Vậy đi bệnh viện nè. Vậy.